Hello, xin chào toàn thể nhá. Số điện tử công nghệ cao hotline 0865 618 226. Hôm nay làm ra clip này để giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang chiếc ổ điện Niwa đa năng gồm có 6 chỗ cắm. Đây là cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang ổ điện Niwa này, gồm có 6 chỗ cắm đấy các bạn nhé. Và mắt camera được đơn vị nhà mình là độ chế vào bên sườn như này, là giúp bạn có thể là khi mà các bạn đặt lên bàn làm việc để quay này, hoặc là các bạn để trên lóc tủ quần áo này, hoặc là để trên giường. Đó, để trên bàn, nó tất cả những cái vị trí nào các bạn cần quay, bạn chỉ cần đặt ở một chỗ thôi, còn mắt camera sẽ hướng sang ngang để cho các bạn là quay nhé. Còn nếu các bạn muốn ngụy trang vào mặt đằng trước này, hoặc là bất kỳ một vị trí nào trên một chiếc ổ điện này thì đơn vị nhà mình sẽ để độ chế theo cầu bạn được hết. Và đơn vị nhà mình là cũng nhận độ chế camera vào trong những cái đồ vật đồ dùng ở trong gia đình của các bạn, để giúp bạn có thể là giám sát nhà cửa, quản lý con cái học hành, cũng như là giám sát xem vợ các bạn cũng như là chồng các bạn có dẫn bồ bịch về nhà ngoại tình hay không. Thì các bạn có thể là tham khảo cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang chiếc ổ điện Niwa đa năng gồm có 6 chỗ cắm này. Nó ngụy trang cực kỳ là kín đáo và nó có chức năng là có thể xem được trực tiếp trên điện thoại với chất lượng ảnh là full 4K sắc nét. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang chiếc ổ điện Niwa đa năng 6 chỗ cắm này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Mà các bạn đăng ký kênh Pin Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi mà các bạn đăng ký kênh Pin Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng về điện thoại, rồi bạn kết nối với camera rồi sử dụng thôi. Sử dụng một chiếc camera ngụy trang chiếc ổ điện Niwa 6 chỗ cắm này thì cũng giống như những dòng camera siêu nhỏ V99, V100 này, F199 và F200 các bạn nhé, đều sử dụng cái ứng dụng là nắp cam. Đó, thì để sử dụng chiếc camera ngụy trang chiếc ổ điện Niwa 6 chỗ cắm này thì các bạn cần phải cắm một điện trực tiếp vào mới dùng được. Mẫu này nó sẽ không có pin bên trong. Đó, và khi mà các bạn cắm điện trực tiếp vào thì 6 chỗ cắm này các bạn vẫn có thể sử dụng như bình thường nhé. Các bạn vẫn có thể là sạc pin điện thoại này, cắm cơm này, ăn lẩu này, sử dụng như một chiếc ổ điện bình thường bạn nhé. Nó chỉ được độ thêm một mắt camera bên trong thôi. Đó, thì sau đây mình sẽ cắm một điện trực tiếp vào và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người cách kết nối điện thoại nhé. Mình sẽ tháo dây ra này. Đó, sau đó mình sẽ cắm vào trong cái nguồn điện thôi, nguồn điện 220V nhé. Đây. Đó, khi mà các bạn cắm như này thì camera đang hoạt động là 24/24. Đó, và tiếp theo thì để sử dụng một chiếc camera ngụy trang chiếc ổ điện Niwa đa năng 6 chỗ cắm này thì các bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng về điện thoại là ứng dụng lock cam nhé. Thì bạn nào đang sử dụng điện thoại là iPhone thì các bạn sẽ vào cả là App Store để tải. Các bạn nào sử dụng điện thoại là Samsung, Oppo và Vivo thì các bạn sẽ vào cả là Shopee Play để tải nhé. Thì ở đây mình đã tải sẵn ứng dụng là lock cam về điện thoại rồi. Tiếp theo là các bạn hãy chọn vào mục là cài đặt của điện thoại này. Sau đó các bạn hãy chọn vào mục là Wi-Fi. Đó, thì các bạn sẽ đợi một chút khoảng độ 15 đến 20 giây thì cái camera ngụy trang ổ điện Niwa đa năng 6 chỗ cắm này sẽ phát cho các bạn một cái mã Wi-Fi nhé. Các bạn sẽ đợi một chút nhé, thì camera sẽ phát cho các bạn một cái mã Wi-Fi là có chữ F, là có chữ G đằng trước, mà một vài số và một vài chữ nhé, là không có mật khẩu. Đó, F314521 này. Đó, Wi-Fi này là không có mật khẩu thì các bạn sẽ kết nối Wi-Fi đó vào nhé. Bắt đầu một chút khoảng độ vài giây thì bao giờ hiện được tích cho mình thì là camera và điện thoại nó đã kết nối xong với nhau. Đây, bắt đầu một chút. Đó, khi kết nối xong được bạn sẽ thoát ra ngoài màn chính nhé. Và tiếp theo thì bạn sẽ vào trong ứng dụng là lock cam các bạn vừa tải về. Đó, sau đó tiếp theo là bạn ấy chọn vào mục là cancel nhé. Thì khi mà các bạn chọn vào mục là cancel xong thì trên mình sẽ hiện chữ là đi vào online màu xanh như này. Thì để xem được thì các bạn sẽ kích về chữ online màu xanh, sau đó tiếp theo là bạn ấy chọn vào mục là cancel để xem nhé. Đây, mình sẽ quay cam lần trước bạn xem. Đó, chất lượng ảnh của chiếc camera ngụy trang ổ điện Niwa 6 chỗ cắm này thì rất là ok rồi. Đó, đây, hình ảnh rất là sắc nét nhá, màu sắc cũng rất là ok. Đó, tiếp theo thì bây giờ các bạn muốn bật tiếng để nghe thu âm xung quanh thì các bạn hãy chọn vào hình cái loa này. Alo lô 1 2 3 4. Alo lô. Đó, do camera và điện thoại của mình đang gần nhau nên là nó sẽ bị xung đột âm thanh nhá, và sẽ phát ra cái tiếng nào bạo âm như vậy. Còn khi mà các bạn đã ở xa, kết nối xem trực tiếp từ xa rồi thì cái tiếng bạo âm như vậy nó sẽ mất đi. Nó tiếp theo thì bây các bạn muốn chụp ảnh màn hình thì các bạn hãy chọn vào hình máy chụp ảnh đây, nó sẽ là chụp ảnh màn hình này. Đây, cũng như bạn nào muốn lưu lại video này các bạn hãy chọn vào bên cạnh của máy chụp ảnh, đây sẽ là chế độ lưu lại video nhé.
2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây. Đó, các bạn muốn lưu lại đoạn video này thì các bạn chỉ cần kích một lần thôi là sẽ tự động lưu lại video vào trong cái ứng dụng là Logcam. Tiếp theo thì hai tam giác này sẽ là đảo chiều nhảy sang trái sang phải này, cũng như là đảo chiều lên trên xuống dưới này. Đó, khi camera các bạn quay ở một góc mà nó bị ngược chiều nhảy thì các bạn sẽ dùng chức năng đảo chiều. Còn khi mà nhảy bạn quay đã thuận chiều như này rồi thì các bạn có để nguyên như vậy thôi. Tiếp theo thì chế độ mặt trời đây sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh ánh sáng của nhảy nhé. Các bạn có thể là cho chế độ ánh sáng của nhảy nó cao lên này. Đó, cũng như bạn có thể là giảm chế độ ánh sáng đi, cho ánh sáng nhảy nó thấp đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa cân bằng nha. Đây. Tiếp theo thì chế độ hình quả cầu. Chế độ hình quả cầu đây sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh màu của nhảy nhé. Các bạn có thể là cho màu nhảy nó đậm lên này. Cũng như bạn có thể là giảm màu đi, cho màu nhảy nó nhạt đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa cân bằng nha. Đây. Tiếp theo thì chế độ hình mặt trăng này sẽ là chế độ ban đêm nhé. Thì khi mà các bạn kích hoạt cái chế độ ban đêm này lên thì ảnh sẽ trở về đen trắng. Và phạm vi mà các bạn quay được ban đêm là được khoảng 10 mét ban đêm nhé. Đó, được rất là xa. Và khi mà các bạn có ban đêm thì mắt camera sẽ không bắt ánh sáng hết. Hồng ngoại là ngoại đen nhé. Nên là khi mà các bạn có ban đêm thì mắt camera sẽ không bắt ánh sáng hết. Đó, và bây giờ các bạn muốn tắt chế độ ban đêm đi thì các bạn chỉ cần kích một lần thôi. Là tự động ảnh sẽ trở về ban ngày và sẽ có màu như bình thường. Đó, và tiếp theo thì chế độ 1080 này sẽ là giúp bạn thật là chọn cái độ phân giải của nhảy ở đây. Cái độ phân giải của nhảy tối đa sẽ là 4K nhé. À, sẽ là 4K này. Đó, thì khi mà các bạn kích hoạt vào mục 4K thì chất lượng nhảy thì nó rất là ok này. Đó, đây. Đó, cam di chuyển từ đâu là nhảy từ đó bạn nhé. Rất là nét luôn. Đó, chất lượng 4K. Đó, thì rồi mình đã test cho mọi người cái chất lượng ảnh thực tế của chiếc camera ngụy trang chiếc ổ điện Niwa đa năng gồm có 6 trục cắm. Tiếp theo đây mình sẽ vào cài đặt chung ở trong cái ứng dụng là Logcam và sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cài đặt cơ bản ở trong cái ứng dụng này. Bạn sẽ chọn vào mục là cài đặt nhé. Sau đó tiếp theo là bạn sẽ chọn vào mục là device setting nhé. Đó, thì mục modify device password này sẽ là giúp bạn có thể là đổi mật khẩu của cam nhé. Thì mật khẩu mặc định của cam thì bạn sẽ nhập vào mục là auth password ở đây. Sẽ là 1 2 3 4 5 6 này. Đó, lưu password bạn sẽ nhập cái mật khẩu mới vào. Sau đó confirm là các bạn sẽ nhập lại cái mật khẩu mới đó. Rồi bạn kích OK. Nó sẽ đổi được mật khẩu của cam nhé. Tiếp theo sẽ là mục SDK setting này. Sẽ là mục cho bạn có thể là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ. Ở đây nó sẽ có mục là auto record này. Chỉ mục auto record này sẽ là một hình 24 trai 4 nhé. Là chỉ cần chiếc camera ngụy trang, chiếc ổ điện Niwa này các bạn cắm vào nguồn điện thôi. Là camera sẽ tự động lưu hình ảnh của cho bạn vào trong thẻ nhớ là 24 trai 4. Đó, alarm Nikon sẽ là một hình kỹ có chuyển động nhé. Là khi mà các bạn kích hoạt cái chế độ này lên thì chỉ cần camera có người di chuyển có mắt camera thôi là camera sẽ tự động lưu video hình ảnh vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Mà khi không có người di chuyển có mắt cam thì cam nó sẽ không lưu nhé. Tiếp theo sẽ là mục video đua sân, là các bạn sẽ chọn cái độ dài của từng file video mà các bạn muốn lưu vào. Đó, ví dụ như khi mà mình chọn là 5 phút đi thì bắt giờ đủ 5 phút thì camera sẽ tự động lưu video hình ảnh vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Mà các bạn chọn là 3 phút, 10 phút, 30 phút thì cũng tương tự như vậy thôi. Camera sẽ tự động lưu video gần đó phút vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Total đây sẽ cái dung lượng bộ nhớ là có bao nhiêu sẽ hiện đây nhá. Thì vừa rồi mình đã gắn một chiếc thẻ nhớ là 64GB vào bên trong. Thì ở đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ là 59615MB nhé. Free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ của cam. Khi mà các bạn lưu video vào còn thừa bao nhiêu thì sẽ bên dưới này. Format đây sẽ là giúp bạn thành là xóa tất cả những dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống. Thì các bạn đồng ý xóa là bạn chọn vào mục nào OK, mà các bạn không đồng ý xóa là bạn chọn vào mục là cancel đó mình nhé. Đó, tiếp theo sẽ là mục wifi setting này. Đó, thì trong mục wifi setting này thì cái camera ngụy trang chiếc ổ điện Niwa đa năng này nó sẽ tìm ra cho các bạn những wifi xung quanh để kết nối xem từ xa. Thì các bạn đang gắn chiếc camera ngụy trang ổ điện ở đâu thì camera sẽ tìm ra những wifi xung quanh ở đó. Và tiếp theo là bạn chỉ cần nhập cái mật khẩu wifi mà các bạn biết mật khẩu vào thôi. Cho bạn kích OK là điện thoại của các bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G 4G là có thể kết nối xem trực tiếp từ xa là hết. Thì giờ mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang chiếc ổ điện Niwa đa năng gồm có 6 trục cắm. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang này, cũng có nhu cầu là cần độ chế camera vào trong những cái đồ vật đồ dùng trong gia đình của các bạn, thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865 618 226, các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn. Video là mình xin kết thúc tại đây. Xin chào và mọi người ở những video clip sau.